đó là sẽ subscribe trước khi video nha. Tối mình mới săn được đệ tử này, mà mình không quay được. Này, con đệ tử lúc đầu chỉ số gốc của nó là sức đánh là 38, đấm ra lấy chiêu 1. Rồi HP là gấp 3 lần kia, mà bây giờ nó lên thành vậy luôn rồi. Nó toàn tăng kia không, bây giờ nó mới tăng hình như là khoảng 40 HP thôi. Này, chỉ số gốc của nó này. Mình đang để up đệ tử. Anh em nào muốn up á thì cái phiên bản của bắp ấy nó có cái kiểu mà mình muốn cho up né siêu quái á, các bạn bấm gõ lệnh siêu quái này để mình bật lên đấy, các bạn chỉ cần bấm auto đậu với né siêu quái. Anh em muốn up đêm thì bấm login là nó sẽ tự động đăng nhập lại khi bỏ. Rồi mấy bạn muốn chọn cái khu này khu khi bảo trì thì nó sẽ kết nối lại đấy, chỉ cần vậy thôi, đơn giản thôi. Này mình sẽ gắn up lên cho nó mở skill, cho nó mặc đồ trước đi, mình sẽ quay cho bạn xem nha.